Echo Gold Tournament 2023, tôn vinh 60 năm di sản của Echo. Đặc biệt, đây là dịp kết nối các golfer đam mê golf và yêu thích những bước đi thoải mái trên sân cỏ cùng Echo Gold. Sự kiện được tổ chức ở hai khu vực miền Bắc và miền Nam trong tháng 10 này. Giải đấu Echo Gold Tournament 2023 tiếp nối những kỳ trước đó để tôn vinh những di sản của Echo, là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Echo. Giải đấu năm nay quy tụ gần 300 golf thủ chuyên nghiệp và nghiệp dư tham gia, tiếp tục là sân chơi chất lượng, uy tín dành cho các golfer chuyên nghiệp, nghiệp dư, khách mời nổi tiếng, nơi tất cả có cơ hội được hòa mình vào những vòng golf, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Tại giải đấu lần này, Echo trân trọng thông báo về sự đồng hành của thương hiệu cùng các golf thủ tài năng Việt Nam trong hành trình chinh phục các giải đấu golf đỉnh cao. Đồng thời, Echo Golf Tournament 2023 cũng kêu gọi người chơi chung tay cùng Echo đóng góp vào quỹ Joy Foundation trong dự án vườn rừng, trồng hàng ngàn cây xanh tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai và vườn quốc gia Bai Đúc núi Bà. Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất tại Thanh Lanh Valley Golf và Resort với thành tích 73 gậy có được, golfer Vũ Quang Hoàng đã vượt qua rất nhiều tên tuổi mạnh để xuất sắc nhận Best Golf. Trong ngày thi đấu thứ hai tại sân golf Tân Sơn Nhất, giải Best Golf đã được vinh dự trao cho anh Phạm Văn Tài với thành tích 78 gậy. Tối cùng ngày, trong không khí ấm cúng và trang trọng để chúc mừng và trao giải cho các golfer đã hoàn thành tốt giải đấu, Echo đã tổ chức tiệc trao giải đến các golf thủ giành chiến thắng. Echo Golf Tournament 2023 đã khép lại với rất nhiều cảm xúc khó phai cho ban tổ chức cũng như các golfer tham dự giải đấu.